anh tôi, thì tôi thấy rằng vừa là nói chuyện trách nhiệm của ban kiểm tra, nhưng đồng thời cũng là muốn chia sẻ với các anh là tình cảm anh em nội bộ. Như tôi đã nói, cái việc mà đổ thù với Dỗ và Niền thì bây giờ coi như là chúng ta cuộc họp này chúng ta coi như là giải hòa với nhau đi, dù cho anh Niền có những cái thiếu sót, sơ hở, cái thiếu sót của Niền cũng có, anh Hùng thì cũng có những cái tế nhị mà suy luận. Không, em nói là anh là em không có thiếu sót gì đâu nhé. Không, em là người bị hại, em khẳng định em là người bị hại. Thì thôi, thì cho là người bị hại đi. Nhưng mà cũng có những cái nguyên nhân nó dẫn đến cái chuyện đó. Thì thôi, tôi mong các anh là giải hòa nhau để mà vì cái chung. Vì cái chung đi anh Hùng à. Không, bây giờ em đỡ là anh giải hòa nào. Bây giờ em bị bôi dọa các chú khắp. Thì bây giờ anh Hiền đã hứa với anh, anh Hiền đã hứa với anh, anh sẽ làm việc lại. Có ba tờ báo, bây giờ tờ báo cáo anh nhá. Tờ thứ nhất là người lao động, tờ thứ hai là sao guitar, tờ thứ ba là số 2 hay cái gì đấy. Thì thôi bây giờ cái anh Hiền đã nói vậy rồi thì tôi cho thôi anh. Mà em trích dẫn hẳn ra đây chứ không phải em mới không. Tôi hồi hồi trưa tôi ngồi nói chuyện với anh em đây này, tôi nói cái chủ tịch của mình kìa, báo nó nói có những cái đúng, có những cái sai mà đừng nghe báo, mà chủ tịch của mình mà có khi nó còn lôi nó chửi kìa, chứ đừng có nói nhân phó ban cá nhân không tình gì. Vậy bình thường người ta cũng hiểu. Thì bởi vậy báo chí thì anh hiểu rồi, cho nên thôi bây giờ tôi đề nghị các anh giảng hòa với nhau vì cái trách nhiệm chung hết, không có. Nhưng mà anh Hiền phải có ý kiến với những cái thằng báo này. Đấy, tôi đồng ý. Tôi giao lại cho Hiền, anh Hiền nãy nói rồi, nói để gặp lại báo chí này để cho nó rõ, để cho nó tính chính lại là anh Hiền không nói đúng không? Không, anh Nguyễn, em là người chặn cái chữ. Người ta bảo vua ban danh ba vạn, bán danh ba đồng. Em kể cả ra chết ngay, nhưng mà nếu danh dự em chưa đấu đến cùng ngay. Thế còn anh, em tôn trọng anh Hùng nói thế là đúng. Ông Hiền này, ông tuổi tác không như là em thôi. Ai mà không trọng danh dự anh? Anh biết trọng danh dự, tôi không biết trọng danh dự sao? À, thế bây giờ với tôi, ông thích tranh luận với tôi thì tôi hỏi ông là tôi đang đòi hỏi ông trả lại cái công bằng này cho tôi. Thôi thì đã được thôi, cái chuyện với tỷ bây giờ báo nào tôi sẽ nói chuyện báo đó. Báo nào đây, đây ba tờ báo. Chuyện nó đơn giản thôi mà. Tôi đề nghị thư ký của họ ông ghi vào rõ đây mấy tờ báo đây ông Hiền. Đúng rồi, chúc lập biên bản lại là ghi đầu tiên vô là anh Hùng là dọa tôi là nói đề nghị là có đàn em lên tới nhà luôn. Ghi rõ ràng cụ thể ở đây tất cả chúng ta đều nghe hết. Tôi có ghi âm luôn nha. Ghi rõ ràng như vậy trong cuộc họp luôn rồi để chúng ta làm cho nó ra lẽ đi. Không mà đúng không? Hồi nãy đầu tiên vô anh chỉ vô mặt tôi nè, mày thích không đàn em tôi lên tới nhà mày luôn. Về cá nhân nhé. Đấy, thấy chưa? Chấp nhận hòa cho được. Thích cái gì? Hồi ăn uống. Mày thích gì? Mày bố dọa cái chuyện tao. Mày bố dọa cái chuyện tao. Mày nếu không tao cũng cả nước mày ăn à? Là bọn anh đâu? Thôi, kể cả tao nhá. Mày biết không phải thằng này nó bôi nhọ đây chúng tôi, mày đi đâu đi, tao cho mày đi, tao cho mày đi ra không ăn với tao. Thôi Hiệp, mày đi đi. Em có nói gì đâu. Mày đi, không có nói nó kia không, nó bảo nó kia, em đánh nhịn rồi, em nghe anh nói em đánh nhịn rồi, nó bảo nó kia, mày bôi nhọ đây chừng nào. Thôi, mày phải biết tao là ai nhá. Thôi thiệt chứ. Đây. Không, nó bảo nó kia. Mày đi. Mày đi, mày mang cho con ăn. Tao mày. Thôi. Thôi. Mày đi. Mày đi. Thôi. Em nói đâu nãy anh đòi. Mày ở bên kia không nhỉ? Thôi. Thôi. Mày vào cuộc họp bên kia, mày đã được bố nào? Ai cho mày mày đi? Mà tao cho mày mang cả cái quan cái đào ngay bây giờ đấy. Anh Hùng ơi, có gì đâu? Không có bọn nó kia đâu. Đâu có, đâu phải, đâu phải anh Hùng, anh nói rồi. Em đừng nói em có gì đâu. Em nói anh Hùng, em không nói gì. Em, anh nói em rất là tốt. Nó bảo nó ghi âm mê mày. Mày ghi âm gì đâu, nó có ghi gì đâu. Mày,
mày đâm tao ở đây nha, Hiền nhá. Không có nhầm anh đâu. Chết mày tao. Tao làm cái gì mày? Mày nhá. Riêng mày cái thằng Hiền này nhá, mày tao không làm cái gì mày cả. Cả nó bọc rất là xèo ăn nhá. Mày nhá. Đây mọi người thấy không? Có gì? Thấy cái gì? Mày nhá, bây giờ mày. Tôi yêu cầu có phải trả lại cái thứ thôi. Nó cũng không thôi. Mày đúng không nào? Dù không gì? Mày đúng không? Mày mua không tao cái đó. Mày mua không tao cái đó. Thì cái việc này để em nói là để em xử lý cái này, đúng không? Sao mày còn nói mày kêu mày tao từ nãy giờ tao nói. Không, em nói là biên bản phải ghi rõ là anh Hùng hồi nãy đầu tiên nhớ. Tao không bằng nhà mày nhá. Nhà mày cũng chi đi. Ôi. Không phải từ nãy giờ em nói đâu, em chỉ phải là đây thôi. Có phải ra nó ghi âm lên thấy tối nha. Nó bảo ghi âm nó sạc được. Nhưng mà cuộc họp rõ ràng danh chánh ngôn phận thì hồi nãy anh Hùng nói cái gì thì ghi rõ vô trong đó. Tôi hứa tôi làm cái này ra lẽ thì tôi làm ra lẽ. Còn anh Hùng là nãy chỉ đầu tiên chỉ vô mặt tôi cho đàn em lên tới nhà tôi thì cũng phải ghi rõ văn bản trong đó. Lý do làm sao chứ, đúng không? Vậy thôi.